Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hương Yên. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay đang là giai đoạn mà các sĩ tử phải đối mặt với các áp lực từ nhiều phía, nhất là kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đang đến gần. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả thi. Những bí quyết mà chúng tôi đưa ra dưới đây sẽ giúp thí sinh và người nhà có trạng thái thể lực và tinh thần tốt nhất để tự tin đi thi. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống trước tiên là một chế độ ăn uống khoa học. Chế độ ăn uống khoa học, sĩ tử cần một chế độ ăn đầy đủ chất, nhất là những thức ăn có lợi cho não bộ, nhưng không nên ăn nhồi nhét, thức ăn nên cân bằng, không để dồn bữa quá nhiều thức ăn bổ dưỡng cùng lúc sẽ khiến cơ thể khó tiêu. Không bỏ bữa ăn sáng, đây là bữa ăn quan trọng giúp con bổ sung phần lớn dinh dưỡng cần thiết trong ngày. Bên cạnh đó, thực hiện thói quen ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày để giúp giữ lượng đường trong máu ổn định không để đói khi đó đường huyết sẽ xuống thấp. Khi lượng đường trong máu hạ thấp, tinh thần, thể chất, năng lượng, cảm xúc xuống dốc nhanh chóng và căng thẳng có cơ hội gia tăng. Thực phẩm giúp giảm căng thẳng Thực phẩm giúp giải tỏa căng thẳng là cam, cải bó xôi, sữa, ngũ cốc, thực phẩm dầu protein, thịt, cá, trứng, hải sản, hạnh nhân, quả óc chó, rau bina, cá hồi, các loại rau màu xanh đậm. Phụ huynh cũng nên cho con uống nhiều nước để thanh lọc cơ thể. Nước hoa quả như cam, chanh, dưa hấu, bưởi rất bổ dưỡng và có tác dụng thanh nhiệt cơ thể. Hạn chế dùng chất kích thích như caffeine có trong cà phê và trà. Càng sát ngày thi càng không nên cho sĩ tử ăn nhiều thức ăn lạ, các món gỏi sống hay đồ biển bởi những thức ăn này có nguy cơ dị ứng và ngộ độc cao. Chế độ sinh hoạt điều độ, trước và trong các kỳ thi, thí sinh nên duy trì chế độ sinh hoạt điều độ, học, ăn, ngủ theo giờ. Không nên học khuya quá 12 giờ đêm, ngủ đảm bảo 8 tiếng trên ngày để cho bộ não khỏe mạnh và hoạt động tốt. Trước và trong ngày thi nên đi ngủ sớm để giữ tinh thần sảng khoái. Sau khi học bài xong không nên đi ngủ ngay mà cần thư giãn, uống chút sữa nóng trước khi đi ngủ chừng 30 phút để có giấc ngủ ngon. Các em cũng không nên xem các chương trình khiến tinh thần phấn khích quá trước khi đi ngủ sẽ khó ngủ ngon được. Thông thường càng gần ngày thi, sĩ tử càng lo lắng, sự lo lắng này sẽ khiến các em ngủ không ngon giấc, ảnh hưởng tới sức khỏe. Dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Kỳ thi kéo dài trong 4 ngày là chặng cuối trong quá trình học và ôn căng thẳng. Vì vậy sĩ tử rất dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi việc ôn bài kết hợp với nghỉ ngơi hợp lý trước và trong kỳ thi sẽ giúp các em xua tan mệt mỏi và chuẩn bị năng lượng cho kỳ thi tốt nhất. Tránh học liên tục, cần nghỉ ngơi sau một giờ học, giúp tăng khả năng tập trung, thư giãn đầu óc. Hãy dành khoảng thời gian cho việc nghỉ ngơi để cơ thể đáp ứng được áp lực trong kỳ thi. Sau khi học xong 90 phút, bạn có thể nghỉ ngơi khoảng 10 phút để bộ não có thể tiếp nhận thêm thông tin. rèn luyện sức khỏe trong mùa thi ngoài kế hoạch học tập bạn cũng nên lập cho mình các kế hoạch thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe biện pháp lâu dài trong mùa thi là nên thường xuyên vận động bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý tham gia thể dục thể thao giải trí những hoạt động thể thao như chạy bộ cầu lông bóng rổ đều giúp bộ não linh hoạt và nhẹ bén hơn đặc biệt hoạt động ngoài trời như đi bộ chạy bộ dance hoặc xem các phim hài nghe nhạc đọc truyện cười vẽ tranh sẽ đem lại trạng thái sảng khoái cho sĩ tử trong những ngày học và ôn thi căng thẳng Bên cạnh đó, bố mẹ nên là một người bạn cùng con giải tỏa căng thẳng áp lực thi bằng những bữa cơm ngon cùng nhau xuống bếp thư giãn, cùng xuống phố, dạo chơi hay xem phim, tham gia một hoạt động nào đó mà con yêu thích. <laughs> Chuẩn bị tâm lý trước và trong khi thi, trong thời gian sắp thi và những ngày thi cử, các con thường dễ bị thương tổn tâm lý, nên rất cần được sự quan tâm, đồng hành, gần gũi của cha mẹ để vơi đi những lo lắng. Sự lo âu thái quá có thể trở thành bệnh lý khi khả năng tập trung giảm đi, khiến kiến thức trở nên lộn xộn, hiệu quả thi sẽ kém. Vì vậy, cha mẹ và các em hãy chuẩn bị trạng thái tinh thần tốt khi đi thi, giữ thái độ lạc quan khi ôn tập và khi thi. Các em hãy luôn tự nhủ rằng mình có thể làm tốt. Những đêm trước ngày thi, một giấc ngủ ngon sẽ giúp các em tỉnh táo và sẵn sàng đón nhận thử thách của kỳ thi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình trong 5 phút vừa qua. Một thông tin sức khỏe ngày mai sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích về những thói quen nguy hại đối với người bị cao huyết áp. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.